Tử vi tuổi Canh Tuất 1970, tháng 6 âm lịch. Xin chào quý vị, chào mừng quý vị đã quay trở lại với kênh Phong Thủy Gia Cát, kênh thông tin hữu ích chuyên chia sẻ, truyền tải các kiến thức về tử vi, phong thủy và đời sống tâm linh. Đặc biệt được hướng dẫn và tư vấn bởi thầy Gia Cát, một trong những bậc thầy về phong thủy nổi tiếng tại Việt Nam. Quý vị thân mến, những người tuổi Canh Tuất mệnh Thoa Xuyến Kim thường có tính cách thanh cao, khác hẳn những người bình thường khác. Từ họ luôn ánh ra một khí chất cao quý, sang trọng. Vì tuổi Canh Tuất 1970 mệnh Thoa Xuyến Kim ý thức được sự tôn quý, tiềm ẩn của bản thân, nên chắc chắn cũng có tính kiêu ngạo, tự coi mình hơn người. Bởi giống như những mệnh kim khác, họ sống nội tâm, đôi khi khó hiểu, ít hợp tác với những người xung quanh. Bên cạnh đó, cách tư duy, hành động của tuổi Canh Tuất thường độc đáo, mang một phong cách riêng. Người ngoài thường rất khâm phục cách nghĩ và cách hành động quân tử của họ. Trong chương trình ngày hôm nay, kênh Phong Thủy Gia Cát sẽ chia sẻ với quý vị về vận hạn, hung cát, cũng như mọi khó khăn thuận lợi của mệnh chủ tuổi Canh Tuất trong tháng 6 âm lịch năm Tân Sửu. Cụ thể hơn, thông qua tử vi trong thời điểm này, mệnh chủ tuổi Canh Tuất sẽ biết được cuộc sống có những thay đổi như thế nào so với năm trước. Liệu có điều gì tốt sẽ xảy đến hay không? Xin mời quý vị và các bạn hãy cùng theo dõi chương trình ngày hôm nay. Đặc biệt, phần tử vi ngày hôm nay được luận giải bởi thầy Gia Cát và các chuyên gia hàng đầu với nhiều năm kinh nghiệm về tử vi, phong thủy. Trước khi nghe kênh Phong Thủy Gia Cát chia sẻ tiếp thông tin, quý vị đừng quên bấm like, đăng ký kênh, nhấn vào tín hiệu chuông để có thể nhận được những thông báo mới nhất của kênh và có thể biết thêm nhiều thông tin hữu ích. Sau đây sẽ là phần tổng quan của các bác tuổi Canh Tuất trong tháng 6 âm lịch năm 2021. Những người tuổi Canh Tuất 1970 mệnh Thoa Xuyến Kim là người khá bảo thủ, làm việc luôn cẩn trọng và nghiêm túc. Chỉ cần giao việc cho con giáp này là cấp trên có thể yên tâm. Dù là chuyện tồi tệ đến đâu, họ cũng có thể vén mây để thấy trời quang. Họ có lòng tự tôn cực kỳ cao, đã làm gì là sẽ làm đến nơi, đến chốn. Theo kênh Phong Thủy Gia Cát, dù gặp việc khó khăn trở ngại, họ cũng không bao giờ nghĩ đến việc ỷ lại vào người khác, mà luôn cố gắng nỗ lực hết mình, dồn hết sức lực, không làm được thì không bỏ cuộc. Bản tính của người này là thích giúp đỡ người khác, nhưng không hiểu vì không có duyên giúp người hay chưa biết cách giúp người cho khéo, mà kết quả thường thấy là họ tự ôm rắc rối về mình. Vào tháng 6 âm lịch, các bác tuổi Canh Tuất sẽ trở nên khá may mắn trong hầu hết mọi khía cạnh. Tháng này, sự nghiệp của mệnh chủ tuổi Canh Tuất sẽ tương đối ổn định. Các nhà lãnh đạo sẽ đánh giá cao những nỗ lực của gia chủ. Vì vậy, trong tháng này, sự nghiệp sẽ tăng lên đều đặn. Tháng này có quý nhân giúp đỡ, nên trong công việc giảm bớt được nhiều quãng đường vòng, mọi sự hanh thông. Song đôi khi, thành công đến quá nhanh, có thể khiến gia chủ mất cảnh giác, trở nên khoe khoang, tự phụ. Đây là điểm yếu chí mạng của con giáp, mệnh chủ cần phải tự nhắc nhở bản thân để không xa lầy. Canh Dương Kim gặp ất âm mộc nên được gọi là chính quan, nghĩa là thân bị khắc. Trong tháng này cần chú ý lời ăn tiếng nói, cẩn thận những thị phi từ miệng mà ra. Làm việc với cấp trên thì cần khôn khéo, tránh bị áp chế, sắp đặt, ảnh hưởng đến công việc. Nhưng gia chủ tuổi Canh Tuất vốn thông minh và giỏi chịu đựng. Hầu hết người tuổi Canh Tuất đều nhận được rất nhiều sự quan tâm và yêu thích. Nhưng bản chất của người này lại khá nóng nảy và cứng đầu mà họ cần tiết chế để thăng tiến trong sự nghiệp. Những người tuổi Canh Tuất làm bất cứ điều gì cũng đều đạt được những thành tựu nhất định. Quý vị thân mến, trong phần tiếp theo của chương trình, kênh Phong Thủy Gia Cát xin chia sẻ rõ vận trình của các bác tuổi Canh Tuất trong tháng 6 âm lịch qua từng phương diện cụ thể của cuộc sống. Thứ nhất, về sự nghiệp, quan vận. Trong tháng 6 âm lịch, tử vi nhắc nhở gia chủ tuổi Canh Tuất cần phải cẩn trọng, kẻo gặp họa tiểu nhân.
công việc của gia chủ đang trên đà tiến triển tốt, vì thế mà có thể bị nhiều kẻ xấu nhòm ngó. Mệnh chủ tuổi Canh Tuất sẽ trở nên khá may mắn trong hầu hết mọi khía cạnh. Tháng này, sự nghiệp của gia chủ tuổi Canh Tuất sẽ tương đối ổn định. Các nhà lãnh đạo sẽ đánh giá cao những nỗ lực của bản mệnh. Vì vậy năm nay, sự nghiệp sẽ tăng lên đều đặn. Sự nghiệp của gia chủ có những bước tiến rõ ràng trong khoảng thời gian đầu tháng. Tuy nhiên, gia chủ sẽ phải tham gia vào nhiều buổi tiệc tùng, tụ tập. Vì thế cần phải giữ đầu óc tỉnh táo, không để ảnh hưởng tới chất lượng của công việc. Bản mệnh cần phải thận trọng trong từng bước đi của mình, tránh việc bốc đồng, sốc nổi hay chủ quan, thiếu chỉnh chu trong công việc. Nếu không sẽ bị tiểu nhân lợi dụng sơ hở mà lấy mất vị trí của mình. Để tiếp tục cải thiện vận may trong sự nghiệp vào năm 2021, Thầy Gia Cát khuyên quý gia chủ nên mang bên mình vòng tay tam hợp quý nhân, Dần, Ngọ, Tuất, giúp hóa giải xung sát, chiêu mời quý nhân, quý thần tương trợ, dùng để hóa giải thị phi, tiểu nhân hãm hại. Khi những điều xấu không còn, tốt đẹp sẽ đến với gia chủ, từ đó tài lộc kéo đến ầm ầm, may mắn không gì bằng. Đặc biệt, vòng tam hợp quý nhân cũng được Thầy Gia Cát trực tiếp khai quang, chỉ chú, xem ngày giờ sử dụng cho quý gia chủ tuổi Canh Tuất sinh năm 1970, để vật phẩm có thể mang lại công năng phong thủy tốt nhất. Thứ hai, về mặt tài lộc, tiền bạc, tài lộc của bản mệnh đạt ở mức bình ổn trong tháng này. Tuy nhiên, mức chi tiêu của bản mệnh trong tháng cũng khá lớn. Có nhiều chuyện gia chủ không thể không ứng tiền ra như chuyển nhà, mời khách hay xui hơn là phạm luật bị phạt. Tất cả những chuyện đó đều mất một khoản lớn trong thu nhập của con giáp này, khiến cho bản mệnh rơi vào cảnh túng thiếu, giật gấu và vai. Qua sự nghiệp lần này, hãy học hỏi cho mình cách sống tiết kiệm hơn, có phương án dự phòng cụ thể cho từng tình huống có thể xảy ra. Đừng tiếp tục thói quen chi tiêu không chút suy nghĩ, kẻo quý gia chủ hoàn toàn có thể rơi vào cảnh cháy túi. Mặt tốt nhất của gia chủ có thể đạt được là thành tích tốt trong các lĩnh vực tài chính, kỹ thuật, nhờ đó mà tài lộc có cơ hội thăng tiến. Tuy nhiên, để đạt được những lý tưởng thì quý gia chủ cần phải tốn nhiều công sức và tâm huyết. Đặc biệt, để có thể kích hoạt tài lộc và vận may trong thời gian này, Thầy Phong Thủy khuyên quý gia chủ tuổi Canh Tuất hãy luôn mang theo bên mình pháp khí Bát Bảo Tân Kinh. Pháp khí sẽ giúp tăng cường vận khí, nghênh đón quý nhân, tương trợ cho quý gia chủ trong công việc. Từ đó, mọi việc sẽ được hanh thông, thuận lợi và thành công, áp lực kinh tế sẽ được giảm bớt. Thứ ba, về mặt tình cảm gia đạo. Dự đoán về tình duyên của quý gia chủ tuổi Canh Tuất trong tháng 6 âm lịch cho thấy rằng, đây là một năm có phần nhất quán cho các mối quan hệ. Người đã kết hôn có thể hy vọng về một năm ổn định, yên bình. Những người độc thân sẽ tận hưởng được khoảng thời gian dễ chịu và sẽ không thiếu bạn mới. Tử vi tháng này cho rằng đây cũng là cơ hội tốt để quý gia chủ tuổi Canh Tuất đang độc thân sẽ tìm thấy một nửa tâm đầu ý hợp trong thời gian này. Quý gia chủ gặp người ấy ở một trong các cuộc giao lưu, họp nhóm. Những gia chủ tuổi Canh Tuất có vẻ đẹp về ngoại hình, nhưng tính cách lại khá rụt rè, nhút nhát, nên quý gia chủ cần chủ động hơn trong các việc, đặc biệt là chuyện tình cảm nếu có một kết thúc viên mãn trong tháng 6. Đừng để tình cảm quá ảm đạm, như vậy bản mệnh sẽ không có nhiều cơ hội để thay đổi. Cho nên, để kích hoạt vận đào hoa, Thầy Gia Cát khuyên quý gia chủ tuổi Canh Tuất hãy luôn mang bên mình pháp khí phong thủy, vòng tam hợp quý nhân, Dần, Ngọ, Tuất. Với năng lực tam hợp khí của vòng sẽ đạt thông năng lượng ngưng tụ, thiên, địa, nhân, hóa giải xung khắc, mâu thuẫn với nửa kia, giúp gia đạo yên ấm, tình cảm phát triển và đi lên. Đồng thời, tuổi Canh Tuất còn đang độc thân sẽ sớm tìm được đối tượng ưng ý trong năm Tân Sửu. Thứ tư, về mặt sức khỏe. Sức khỏe của quý gia chủ tuổi Canh Tuất trong tháng 6 âm lịch sẽ không có bất kỳ vấn đề nào nghiêm trọng. Quý gia chủ có thể cảm thấy mệt mỏi, nhưng điều này sẽ được chữa khỏi bằng cách nghỉ ngơi đầy đủ. Một vấn đề khác là từ căng thẳng nghề nghiệp, đặc biệt là các chuyên gia và các người làm trong ngành tài chính. Bởi họ có thể phải đối mặt với một số thất bại trong công việc. Vào thời điểm cuối tháng, những gia chủ tuổi Canh Tuất nên dừng lại, nạp năng lượng cho bản thân để chuẩn bị cuộc đua chạy nước rút
vào những tháng cuối năm. Gia chủ tuổi Canh Tuất sinh năm 1970 hãy luôn mang bên mình pháp khí phong thủy, minh quang pháp bảo. Đây là vật phẩm phong thủy có tác dụng kỵ tà, hóa sát, đem lại may mắn, bình an và sức khỏe cho gia chủ. Để vật phẩm phát huy tác dụng tốt nhất, thầy Gia Cát sẽ khai quang, chỉ chú, xem ngày giờ sử dụng vật phẩm theo tuổi của quý gia chủ tuổi Canh Tuất sinh năm 1970. Quý vị thân mến, trong phần cuối của chương trình, kênh Phong thủy Gia Cát xin chia sẻ những ngày cát lành và đại kỵ trong tháng 6 âm lịch để quý gia chủ tuổi Canh Tuất có thể nắm rõ, tránh trường hợp không may xảy ra. Tháng 6 âm lịch bắt đầu từ ngày âm lịch mùng 1 tháng 6, kết thúc vào ngày 29 tháng 6, từ ngày mùng 10 tháng 7 đến ngày mùng 7 tháng 8 dương lịch. Tháng Ất Mùi nạp âm sa trung kim. Tháng Mùi lục hợp ngọ, tam hợp mão, hợi thành mộc cục. Xung Sửu, Hình Sửu, Hại Tý và Tuất, Tuyệt Sửu. Đối với những người tuổi Canh Tuất trong tháng 6 âm lịch sẽ cần tránh các ngày. Thứ nhất là ngày âm lịch mùng 10 tháng 6, tức ngày 19 tháng 7 dương lịch, nạp sát Mậu Thìn, nạp âm Đại Lâm Mộc. Thứ hai ngày âm lịch 22 tháng 6, tức ngày 31 tháng 7 dương lịch, nạp sát Canh Thìn, nạp âm Bạch Lạc Kim. Đây là hai ngày không được cát lành khi tính theo tuổi của mệnh chủ tuổi Canh Tuất. Trong những ngày này, mệnh chủ cần hết sức chú ý, tốt nhất không nên thực hiện những công việc quan trọng. Lời khuyên từ các chuyên gia phong thủy cho bản mệnh là nên chú ý tới sức khỏe nhiều hơn, chi tiêu tiền của vào những việc cần thiết, không nên vung tay quá chán. Đồng thời để công việc thành công, may mắn, kích công danh, tài lộc, tình duyên, gia chủ nên sử dụng vật phẩm phong thủy, minh quang, pháp bảo. Đồng thời nếu mang vật phẩm bên mình sẽ hỗ trợ tốt cho sức khỏe của gia chủ, tăng cường vận khí, giúp gia chủ đón tài lộc, nhận được nhiều may mắn cả trên con đường tình duyên và sự nghiệp. Ngoài ra trong tháng còn có một số ngày cát lành để gia chủ tuổi Canh Tuất tiến hành các công việc liên quan đến xuất hành hay tiến hành những công việc quan trọng, hoặc có thể tiến hành những vấn đề nhỏ trong gia đình đều hết sức thuận lợi. Đây chính là những thời điểm tốt để có thể tiến hành công việc. Thứ nhất, ngày âm lịch mùng 9 tháng 6, tức ngày 18 tháng 7 dương lịch, nạp sát Đinh Mão, nạp âm Lô Trung Hỏa. Thứ hai, ngày âm lịch 21 tháng 6, tức ngày 30 tháng 7 dương lịch, nạp sát Kỷ Mão, nạp âm Thành Đầu Thổ. Quý vị thân mến, trên đây, kênh Phong thủy Gia Cát đã chia sẻ vận trình tử vi của quý gia chủ tuổi Canh Tuất trong tháng 6 năm 2021 âm lịch. Hy vọng với những kiến thức chúng tôi vừa chia sẻ, quý vị có thể áp dụng, tránh hung, hóa cát để lộ trình công việc được thuận lợi, suôn sẻ nhất. Cảm ơn quý vị đã quan tâm, theo dõi đến hết chương trình ngày hôm nay. Ngoài việc chọn lựa ngày tốt phù hợp với tuổi của gia chủ trong những công việc trọng đại, thì để chọn được ngày giờ đẹp phù long tương chủ, ngày giờ tài lộc của gia chủ, hoặc các vấn đề như những dự định công việc, tử vi 12 con giáp trong từng tháng, tử vi của bản thân, xin mời quý vị và các bạn hãy để lại thông tin dưới phần bình luận theo mẫu họ tên, ngày tháng năm sinh, số điện thoại, hoặc có thể liên hệ trực tiếp tới số hotline đang hiển thị trên màn hình để được tư vấn hoàn toàn miễn phí. Ngoài ra, quý vị hãy đưa ra ý kiến đóng góp giúp chương trình ngày một hoàn thiện hơn. Điều đó sẽ giúp chúng tôi đưa đến mọi người những kiến thức về phong thủy chuẩn chỉnh nhất. Đừng quên đăng ký kênh để cập nhật những kiến thức mới nhất về tử vi, phong thủy, ứng dụng vào cuộc sống hàng ngày. Thêm một lần nữa, xin được cảm ơn quý vị đã luôn quan tâm, theo dõi, ủng hộ chương trình trong suốt thời gian qua. Kênh Phong thủy Gia Cát rất vui lòng được phục vụ quý vị và các bạn. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại trong những video lần sau.